sau 7 ngày diễn ra đồng loạt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố với không khí vô cùng sôi động. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề Xanh trên mỗi hành trình đã chính thức khép lại trong sự phấn khích của hơn 71.000 lượt khách tới tham quan và trải nghiệm. Đến với tuần lễ du lịch năm nay, Best Buy Travel vinh dự trở thành nhà tài trợ đặc biệt, phối hợp cùng Sở Du lịch quảng bá du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng như hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, Best Buy Travel đã triển khai gian hàng với nhiều chương trình hấp dẫn thu hút du khách như hàng nghìn ưu đãi du lịch giảm tới 5 triệu đồng, đặc sản vòng quay may mắn quay là chúng với nhiều phần quà giá trị, màn ca múa biểu diễn nghệ thuật đầy ấn tượng. Tại lễ bế mạc, với cương vị là nhà tài trợ đặc biệt, Best Buy Travel đã trao tặng phần quà hiện kim cho điểm đến xanh của tuần lễ là Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và 6 quận huyện có hoạt động hưởng ứng tích cực cho tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Best Buy Travel rất vui khi được đồng hành chung tay kích cầu phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Sở Du lịch và nhận được sự quan tâm yêu mến từ du khách. Hẹn gặp lại mọi người trong những sự kiện tiếp theo của Best Buy Travel.